cẩn thận với hồ bơi, bể cá cảnh có thể là chiếc bẫy nguy hiểm với trẻ nhỏ. Trên mạng xã hội mới đây không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại vụ việc một bé trai vô tình rơi xuống bể cá của gia đình khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt. Cụ thể, do mải chơi cạnh mép bể cá không thanh chắn, bé trai đã vô tình sẩy chân rơi xuống nước và không ngừng vùng vẫy. May mắn, bé gái sau đó đã nhanh chóng gọi người lớn trong nhà tới cứu bé trai lên khỏi bể cá an toàn. Người đăng tải đoạn video là chị TH cũng chia sẻ thêm, chắc chỉ còn chậm vài giây nữa là cũng không cứu được. Cứu được thằng bé đơ một ngày không ăn uống gì, nôn mửa cả ngày. Nhà ai có hồ, bể nên để ý các cháu nhỏ ạ. Bể cá lớn được thiết kế trong các gia đình, nhà hàng hay quán cà phê trong những năm gần đây ngày càng được ưa chuộng. Dù đẹp nhưng đôi khi nó có thể vô tình trở thành những chiếc bẫy, đặc biệt với trẻ nhỏ. Nhiều người cũng đồng ý kiến cho rằng, khi gia đình có hồ và bể cần lưu ý đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. May mắn cháu gái thông minh đi gọi người lớn, chứ cháu cũng nhảy xuống cứu thì mọi chuyện đi xa. Biết con được cứu mà xem video vẫn thấy tim đập nhanh, xót. Mừng cho con và gia đình. Làm hồ cá đẹp thì đẹp nhưng tốt nhất nên có lan can chứ nhà có trẻ nhỏ sợ lắm.